Ok, hello, xin chào mọi người nhé. Thì mình là Tài, thì mình quay trở lại ở đây. Thì ngày hôm qua là một ngày dài mọi người ạ. Ngày hôm qua chỉ vì update cái con game này mà phải nói là mình mất cả ngày, nên là mình không làm được clip. Và hôm qua Liên Quân cũng update luôn, nên là mình cũng không làm được clip luôn. Khá là buồn, nhưng không sao. Hôm nay là mình sẽ làm một clip phải là cho mọi người xem sướng mắt thì thôi nhá. Thì hôm nay mình đã tích đủ 10.110 crystal và mình sẽ đập nhá, mình sẽ đập 10.000 này cho cái tiếp tế mới. Mọi người biết là tiếp tế gì đúng rồi đó, tiếp tế Sele, và mình chỉ còn 34 lần nữa. Để bây giờ mà không ra nhất, mình đã bỏ hơn 80 lần cho con này rồi, là hơn bây giờ cái này hồi xưa là 94 đúng không, không nó xuống là còn 34 này. Không rồi, mình tưởng là cái này mất rồi cơ, nên mình chuyển qua tiếp tế mà rộng tự chọn. Ai ngờ cái tiếp tế mở rộng tự chọn mở được đúng một tuần đóng luôn. Thế là 20 lần mất trắng tay. Ok, thì mình sẽ vào luôn nhá. Đây, để tránh trường hợp là bị lỗi âm thanh nhá, thì mình sẽ tắt mấy cái này đi. Không biết là còn quay không nào. Ok, mình còn quay nha. Bình thường đó, nếu mà mình dùng ở cái phần mềm kia thì nó sẽ ngừng ngay lập tức nha. Rồi bắt đầu nè, vào là ấn luôn nè. 1, 2, 3. 10 nháy đầu tiên nha mọi người ơi. Cả nhà cầu nguyện cho mình cả nhà. Rồi, nháy đầu tiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mở nhiều đi. Vâng, Durandal. 10 nháy đầu tiên ra Durandal. Ok, cũng được. Không sao, mình đang cần mà. Ok, 10 nháy tiếp theo nha mọi người. Bắt đầu. Mình thề một câu luôn, mẹ bây giờ 10 nháy mà liên tục mà mình đít được nhá, là đủ. Mình xóa con mẹ nó game đấy. Địt con mẹ này xóa game rồi, ăn lồn rồi. Ôi con Sele nó khó ra vậy luôn rồi mọi người. Ok, mình vẫn còn tầm 20 lần. 14 lần má nó. Thề một câu luôn mẹ mày. Cái này drama hơi nhiều mọi người. Ok, mình đã tốn hơn 30 nháy rồi nha mọi người. Đấy, giờ nó mới chịu ra để đờ mờ mày. Ok, thì mình đã tốn hơn 30 nháy chỉ để lấy cái con quỷ này thôi. Hay thật sự luôn à. Rồi. Bà nội cha nó, thì mọi người sau cái clip này mọi người thấy đó, cái nhân phẩm mình thấp chích đỉ mẹ luôn. Ok, thì mình sẽ tới với hai nhân vật luôn. Nâng cho con này luôn đó. Up lên này. Con này mình không quan tâm, tiêu điểm là tiêu điểm hai con này nè mọi người. Thì coi như là mình hết mẹ nó crystal các kiểu đấy. À, được cái này là mình trang bị này. Đây, Sele. Đấy, trời má. Đấy, mình sẽ trang bị cái liềm này vào cho nó nha. Rồi, về vết thánh mình sẽ gắn full Marco Polo. Nhớ Marco Polo mình gắn có, mình có full set Marco Polo mà. Mình có sẵn rồi cơ. Ok, sao? Đấy, tạm thời cứ gắn cho em nó như thế này thôi. Trời má nó. Tốn biết bao nhiêu tiền của mẹ 10.000 crystal của tôi. Bây giờ là up em nó lên này. Thì chờ một clip mẹ phải nói là mẹ học máu luôn mọi người. Lúc đầu mình tưởng là tầm 10 nháy thôi là mình ra rồi. Ai ngờ má nó. Nó ngốm mình 30 nháy luôn. Thôi thì Hết sạch crystal mọi người ạ. Thì đấy, sau cái pha nhân phẩm này thì mọi người thấy là mình nhân phẩm mình thấp chích mẹ được. Thấp mà mẹ không còn chỗ để thấp luôn mà. Thôi thì mình cũng nói đúng rồi là mình đã tốn hơn 100 nháy cho bé này nhá. Hơn 100 nháy cho con này. Và kết quả được gì? Chả được mẹ gì hết. Thật ra được cái con này và được một con Durandal. Con Durandal mình nghĩ nó mình sẽ up nó lên cấp S luôn hay sao ấy. Mình thấy là up lên được cấp S sao ấy. Mình nhận cũng khá mạnh mà. Mình sẽ ra mình up Durandal luôn nhá. Thì về vết thánh thì bởi nó là nguyên tố lửa nên là mình chịu rồi. Mình không còn làm gì hơn được nữa ngoài việc là cực. Ok, mình sẽ để cái đồng dao này và mình sẽ update sau cái clip này nhá. Upgrade lên rồi. Cái này phải đánh nước tim lên. Đấy, mình thích con này mà. Rồi thương plasma này, nâng cấp này, đấy, một level này, lên cấp S này. Đấy. Tiếp tục nâng cấp này. Lên cấp S 1 sao nè. Rồi vậy là mình thiếu tầm, đây là mình thiếu tầm 10 mảnh, không rồi 40 mảnh nữa là mình thiếu tầm
50 mảnh nữa là mình sẽ nâng con này lên được S nha mọi người. Trời ơi má thốn lại trưởng. Nâng cái này tốn quá. Ok bây giờ mình sẽ gắn set hệ lửa vào cho nó này. Đấy. Đó rồi. Chắc sau cái pha này mẹ mình sạc mẹ nó nghiệp luôn quá. Mình nhớ mình có một cái nguyên tố lửa đây. Đấy thì đây chắc là mình sẽ gắn set tới với thánh tạm thời nha mọi người. Đấy. Chà. Ồ quên mất chưa nâng level. Chờ đủ con kia từ 8 vạn vàng xe le mẹ nâng từ 8 vạn vàng xuống còn có 3 vạn 4 3 vạn gần 4 vạn bây giờ nâng con này chắc là mình hết vàng đúng không quá. Đấy, thì mình sẽ thử đem con này vào trong gì động vật nhá, mình sẽ thử đem vào trong vực vào chiều nay và clip chắc chắn là sẽ được up vào ngày mai nha mọi người. Trời đủ mà ơi nâng thốn tiền lắm đấy. Má nó còn bị ngạn song sinh tốn 30 nháy nhưng mà ít ra được con này. Trời má đó tiền kìa. Tiền mẹ mày rớt không thương tiếc luôn. Thôi xong tôi rồi. Cái đà này thì xong rồi. Thôi xong rồi. Ui mẹ ba skill luôn. Một pha này, hai pha này rồi. Pha này là hết mẹ vàng rồi. Pha này là hết mẹ vàng luôn. Ờ, ăn mày con rương. Ăn mày con rương là ăn mày con chơi được nhá. Hết mẹ vàng mọi người ạ. Đậu xanh. Đấy. Thì mình vẫn có thể quay. Nó là 1700 nháy. Như là mình còn thêm 6 nháy nữa. Không biết mình nên quay không ta. Mình nghĩ là mình sẽ không quay. Đó, mình nghĩ là mình sẽ không quay đâu. Vì mọi người nghĩ sao vậy. Cái này khó mà ra lắm nha. Mấy cái này khó cực kỳ luôn. Mọi người nghĩ sao vậy? Mọi người là nghĩ là mình sẽ quay đơn cái này hả? Mọi người sai lầm và cờ lờ luôn nha. Mình không bao giờ mà mình quay cái này đâu. Bởi vì cái này nó thốn lắm. Mà nên quay thật nha. Có 14 ngày thôi mình dành. Mình nghĩ là mình dành được 5 nháy thì chắc chắn sẽ không ra đâu. Thật 5 nháy thì nó không cho ra đâu. Yep. Và năm nháy nó sẽ không ra đâu. Thì mình đây là một clip mở tiếp tế nhân vật cho mọi người. Thì bởi vì cái số nhỏ của mình nên là yeah, mình không sở hữu em này với 20 nháy mà phải là 30 nháy. Ờ hết ba nó tiền của mình luôn. Thì thôi thì đây cũng là một clip rất là vui. Tuy là mình không có skin nhưng mà mình cũng đã sở hữu được em nó rồi. Thì thôi mình cũng xin chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ nhé. Thì mình cũng chúc các bạn mà quay như mình sẽ quay ít hơn 30 nháy. Bởi vì mình có cái tiếp tế, mình có cái mà bảo hiểm thôi. Chứ còn nếu mà không bảo hiểm á, thì chắc chắn là nó còn sẽ thốn hơn nữa. Thôi chúc mọi người một ngày tốt lành nhé. Chào mọi người.